Xin chào các bạn. Minasan, konnichiwa. Hey, hajimemashite. Thời điểm mà mình mới bắt đầu đi dạy tiếng Nhật á, thì mình cũng gặp khá là khó khăn trong vấn đề là phát âm tiếng Việt. Cụ thể là ngày xưa mình học ở trong thành phố không thôi, thì mình không nhận ra là không nhận ra cái giọng của mình như vậy. Nhưng mà khi mà mình lên đại học và mình bắt đầu đi dạy tiếng Nhật á, thì mình có ghi âm lại bài giảng của mỗi buổi học, thì mình nhận ra là giọng của mình rất là đặc, rất là nặng tiếng địa phương á. Thế nên là lúc đó mình cảm thấy rất là tự ti khi mà truyền đạt và khi giảng dạy với các bạn học viên. Thời mới vào nghề thì Sensei dạy về đam mê thôi, dạy free cho mấy bạn nhân viên cấp dưới của Sensei trong công ty. Thời đó mà Sensei có dạy dở thì cũng chả ai dám hó hé gì với Sensei đâu. Chỉ nhớ là tiết nào cũng vui, thật là vui. Mà vui nhất là thấy các bạn giỏi lên từng ngày, chắc chính Sensei cũng đã tiến bộ từng ngày. Vì giờ nhớ lại cái cách mà mình truyền tải nội dung thì nó đã được mượt mà hơn nè, dễ hiểu hơn. Cách mà Sensei đưa ví dụ cho các học viên sao cho nhanh hiểu cũng tốt hơn ngày xưa, vì Sensei nhớ mỗi lần ngày xưa mà học viên mà hỏi lại Sensei là Sensei cuống cuồng cả lên. Tự chính Sensei cũng đã thấy là mình đã brào và giàu hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Đôi lúc thì mình cũng cảm thấy hơi thiệt thòi một chút, bởi vì cái thời gian làm việc nó cũng khác với những công việc khác. Nhưng mình cảm nhận nghề giáo viên là một nghề rất là cao cả và thiêng liêng, và đặc biệt là mình cũng rất là đam mê, cũng rất là yêu thích công việc này, cho nên mình lúc nào cũng cố gắng và học thật tốt công việc này. Thiệt thòi có hay không thì tùy theo độ ưu tiên cho từng việc của từng người rồi. Bản thân C đi chơi với bạn thì cũng là cười nói, giảng bài sửa bài cho học viên thì cũng là cười nói thôi. Thời gian đi chơi hay là thời gian đi dạy thì cũng đều là mình được ở cạnh người mình quen biết, người mình quan tâm, nên C cũng chẳng có mấy cảm giác về chuyện của sao cái nghề gì nó quái quái vậy ta, nghề gì mà nó cu đơn quá vậy. Còn về vấn đề mà C bị mắc giọng thì hầu như là do thời tiết chứ ít khi mà do học viên lắm mọi người ơi. Nên với C thì nghề giáo không phải là một cái nghề cô đơn hay là một nghề thiệt thòi gì cả. Thì thực ra là vào thời điểm trước khi mình đi dạy tiếng Nhật thì mình cũng có nghe mọi người nói qua, nói là làm nghề giáo viên khổ lắm, đi dạy khổ lắm. Và thực tế là cũng vất vả thật. Ví dụ như là việc mình phải nói hàng tiếng đồng hồ, nói suốt nhiều giờ. Thế nên là sau mỗi buổi học đôi khi mình cảm thấy rất là mệt. Và đặc biệt là mình không có thời gian đi chơi với bạn bè, với mọi người xung quanh vào buổi tối á. Kể từ thời điểm mà mình bắt đầu đi dạy tiếng Nhật cho đến hiện tại thì năm nay đã là năm thứ tư rồi. Và mình chưa bao giờ có suy nghĩ là muốn từ bỏ công việc này cả. Bởi vì mỗi lần lên lớp hay là giảng dạy trực tuyến thì việc nhìn thấy các bạn học viên đang ngày một nỗ lực và cố gắng từng ngày, học tập thực sự rất là chăm chỉ, thì chính điều đó đã tiếp thêm năng lượng cho mình mỗi khi lên lớp. Do vậy mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ là muốn từ bỏ công việc này cả. Cơm áo mà bận quá thì mình dạy ít lại, cơm áo mà rảnh rang thì mình dạy nhiều hơn. Và quan trọng thì dạy học với Sensei đến giờ phút này thì đó là một niềm vui. Nên chính Sensei hoặc bất kỳ ai cũng không ai muốn dừng niềm vui của chính bản thân mình lại, đúng không mọi người? Sensei muốn dùng kiến thức mình biết chia sẻ cùng những bạn chưa biết. Sensei muốn dùng các khoảng thời gian của mình đều là những khoảng thời gian có ích, vì thời gian trôi đi là thời gian không quay lại. Cho người này hay là người kia, cho cả chính Sensei nữa, thì Sensei đều mong muốn về kiến thức, về sự sẻ chia nó thật là bổ ích cho mọi người. Và để về già Sensei còn có chuyện kể cho con cháu nghe, kể về một thời oanh liệt. Một tháng bà của chúng có thể kết bạn dạy học với ít nhất là 10 học viên, để chúng biết là bà của chúng thật là cool, là hero. Đó là một cái kỷ niệm vui, đó là lần đầu tiên mình tham gia giảng dạy bên trung tâm Inazuma. Thì lớp đầu tiên mình đảm nhận thì các bạn đã biết được kết quả và thông báo là em đã đỗ và đã nhắn tin cho mình cũng như là cảm ơn mình. Mình cảm thấy rất là vui và xúc động, và đó là kỷ niệm mình rất là vui và mình cũng không bao giờ quên. Hồi đó thì sau khi mà khóa học gia sư kết thúc thì mình có rủ bạn học viên đó đi chơi, và tối hôm đó thì bọn mình có đi uống nước và đi xem phim, đi chơi với nhau, và dần dần mối quan hệ trở nên thân thiết, và cuối cùng thì bọn mình trở thành bạn cũng khá là thân. Và thỉnh thoảng bây giờ mỗi khi rảnh thì chúng mình, thì mình cũng như bạn học viên đó thì sẽ lại nhắn tin hàn huyên tâm sự với nhau.
Kỷ niệm vui thì đầy, buồn thì chưa thấy xuất hiện. Lớp sensei dạy toàn là nhí nhố và học viên rất là hài hước, nên với sensei thì kỷ niệm vui nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà phải kể thì có đến có trong một ngày lễ có một chàng học viên cực đẹp trai nha. Bạn ấy đã livestream hát tặng C một bài tình ca lãng mạn của ca sĩ Binji trong một ngày lễ rất là có ý nghĩa, với lời chúc là chúc C mau có người sớm tối vui cùng chứ đừng tìm niềm vui nơi bọn học trò nhỏ nữa. Mà tiếc thay bạn đó có bồ mất rồi, nên lời chúc này của C mãi mà nó chả thực hiện được. Các bạn thấy đó, học viên Inazuma cực dễ thương như vậy đó mọi người, tâm lý nữa. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là kỳ thi tháng 12 đến rồi. Thì sensei xin chúc tất cả các bạn học viên đang theo học tại Inazuma cũng như các bạn đang học tiếng Nhật sẽ bình tĩnh, tự tin, làm bài hết sức có thể để đạt kết quả cao nhất nhé. Konkaino Nihongo Noroku Shiken Gokaku shimasu yo ni Minasan, ngamatte kudasai ne. Thì cũng sắp đến kỳ thi rồi, mình xin chúc cho các bạn học viên của Inazuma thật tự tin, bình tĩnh và đạt kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới nhé. Chúc dài, chúc hay thì cũng không bằng chúc mà nó thành sự thật đó mọi người. Nên sensei chúc cho tất cả các học viên của Inazuma có một kỳ thi GPT sắp tới thật là thành công. Và các bạn có thể sử dụng tiếng Nhật của mình thật hiệu quả, thật giúp ích cho mình trong cuộc sống và trong công việc các bạn nhé. Cố lên, fighting! してないよ 先生その